chúng ta thấy đây có 6 cung đồng muốn đeo đèn trên vai. Ở đây người ta gọi là múa hát ở cửa đình. Và cái múa bài bông mà đeo đèn trên vai này chứng tỏ cái làng này ngày xưa cực kỳ giàu, nó tổ chức được cái chầu hát của đình lớn. Nhưng mà trong chuyện múa sen xanh của nhà văn Sơn Tùng có một chi tiết mà tôi cho là vô cùng quan trọng, là kể Bác Hồ nhớ lại bà nội trong những đêm lễ hội đeo đèn trên vai múa, bà nội của Bác Hồ cảm động lắm. Vì chi tiết đấy là vô cùng cảm động. Đây cái đèn đeo trên vai thì chỉ có đào nương ngày xưa khi hát ở đỉnh lớn mới đeo đèn như này. Đấy, bức ảnh thứ hai là hình thức đại diện của hát cái tơ, vị này chắc chắn liên quan. Đấy, mời và mời 16 cô đào về nhà hát trong cái lễ đào đấy ở nhà. Đây là cái chấm cái đoạn nhỏ chứng tỏ đây là một con lạc rất là giàu. Hình thức thứ ba này chúng ta thấy đây là cái hình thức gọi là hát trúc mỗ, tức là các đào cách ở ngoài Bắc được mời vào trong kinh thành Huế hát trúc mỗ, tức là hát một phòng như thế. Ở đây có một câu chuyện rất thú vị là tại sao các vua nhà Nguyễn cho đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 không dùng nhạc cung đình, không dùng nhạc chính phòng Huế để dùng thọ mà phải hát ở đào. Xin thưa, gốc nhà Nguyễn là từ Thanh Hóa và ca tông Thanh Hóa là một trong những ngôi cực kỳ nổi tiếng của đào, và có lẽ là họ muốn nghe lại cái âm nhạc gốc của tiền tiên họ ngày xưa, họ chưa đi mở đất của đất từ Thanh Nam thì mới đúng là tổ tiên. Cho nên những lần trước không là đều phải mời đào khách vào. Và mẹ của cụ Nguyễn Phú Đệ, thầy tôi là đào ngự, tức là những đào kép được đi vào trong cung 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 hát thì được gọi là đào ngự và kép ngự. Rồi bà nội của danh cờ Đinh Thị Khoan cũng đứng ở dưới kia cũng là đào ngự. Thì chúng ta để ý đây có bạn của tôi là anh ơi, sao mà nhiều lần đánh thế thì có thể đoán được là ngày xưa dùng cái tơ. Thì các đàn này tổng đánh bài này đồng âm, bài trúc mỗ này đồng âm, bởi vì trong quá trình mà anh đàn một dây thứ nhất là không nghe đến gì, cái thứ hai chẳng may mà đứt dây thì phạm thượng. Thế cho nên là đi hát trúc mỗ bao giờ cũng rất nhiều đàn, và chúng ta thấy có cả đàn nhị sáo. Và đây được coi là bước phát triển của ả đào khi ra phố thị đầu thế kỷ 20 thì các cô đào nào có thanh sắc đều ra phố thị ở nhà hát, và nó đánh dấu một cái bước ngoặt cực kỳ lớn ở trong lịch sử nhạc dân tộc của Việt Nam. Lần đầu tiên có hình thức nhà hát nhạc thính phòng, đó chính là nhà hát cô đầu. Đây là những cô đầu Hà Nội 1936, trông các cụ rất là rườm rà, nhưng đây là những cô gái thân thần của Hà Nội. Tôi đã nói đùa rồi, ai là người đi gót đầu tiên, đi gót cao gót đầu tiên ở Hà Nội? Cô đầu. Ai là người mặc áo dài lưu bia đầu tiên ở Hà Nội? Cô đầu. Họ là những người đã làm nên một cuộc cách mạng giới giải phóng phụ nữ rất lớn trong lịch sử, trong một cách không biết. Và đây là hình ảnh của các cô đầu rượu. Chúng ta thấy bây giờ rất nhiều người bị bán cô đầu rượu, cho đó là biến thái rồi đổ tội cho họ là cho là việc xấu cô đầu. Tôi xin thưa, trong một xã hội thương mại phát triển, đặc biệt là xã hội chịu ảnh hưởng của Pháp, không có cô đầu rượu thì chưa chắc người ta đã đến hát cô đầu đâu. Đấy là một thành phần kinh tế đối phục, có hút hút kiện, có chơi bài, có cô đầu rượu tiếp khách và những đả tạo lên với cuộc sống thương mại hoàn toàn mới. Và cách nhìn đạo đức thì phụ thuộc vào cách nhìn đạo, nhưng họ đã là một phần của cuộc sống. Và sau này tôi biết chắc chắn có điều rằng các khoảng cách giữa cô đầu đào hát, cô đầu hát thì sau xoắn cả. Và đây là cảnh của, đây là cảnh cực nhiều. Những cảnh này là lần đầu tiên trên cơ phố là cảnh vượt cảnh nhà hát cô đầu. Thứ nhất là ngày xưa đây là chúng ta chơi người ta chơi cùng bạch, có thể là như thế. Cái thứ hai người Việt Nam không có vẻ. Và đây là những người nước ngoài. Thì đây chính là một chồng hát cô đầu, đây là một cô đào hát đây và người ghép đàn đấy. Thứ sáu khi Hà Nội có cuộc kháng chiến, Bác Hồ ra lời kêu gọi có cuộc kháng chiến thì rất nhiều cô đầu đã xuống đường cùng với các chiến sĩ của quân đoàn từ Hà Thành chiến đấu. Và đây là hai cô đầu chiến đấu ở chiến trường Thanh Thiên. Và đây ạ, mùa đông năm 2006 người ta mặc đồ ấm này, nhưng mà nó này đông xuyên đâu. Người ta mặc đồ ấm và người ta chiến đấu và là hạ xuống. Ở trong hồi ký của nhà sĩ Phạm Vi cũng biết là các nhà lịch sử học rất là sâu sắc và bất công khi không biết tính công lao của các cô đầu. Họ là những sĩ phòng ngã xuống, và khi Việt Minh rút đi rất nhiều người ở lại, cả kỹ nữ và vũ nữ ở lại làm tiếng nói cho Việt Minh. Lẽ nào không nhắc đến họ vì họ là cô đầu, rất nhiều người đã ngã xuống với chiến đấu đổ máu. Tại sao họ không bỏ chạy, họ lại chỉ đánh văn? Không, họ ở lại vì lòng nữ. Rồi hàng nghìn người đi lên làm dân công chính quân kháng chiến, rồi đi sang Tây Tiến giải phóng. Họ đã là một phần người chỉ đến cộng, cần phải thay đổi với họ. Chẳng lẽ vì những ngày này mà chúng ta phải đứng tất cả cái này là công lao của họ sao? Đấy, chúng ta cần phải có cái nhìn lên cao hơn.
từ những năm 40 thì đã có cái chuyện là các cô đầu, các đàn bà vào Sài Gòn ở nhà hát. Thì chúng ta thấy là ở cái chiều là cuối năm 2020 thì cải lương bắt tiền. Cải lương bắt tiền thì ngay lập tức là cô đầu đặt tiền để mở thị trường ra. Và năm 2014 khi tôi về phòng tôi nghiên cứu cùng với thị trí là thành đối quyền thì cũng có kể cả cái câu chuyện mà tôi nghe là cùng mang vàng khi tôi vào Sài Gòn để mở hát cô đầu này, sau đó là mặt thua cũng thể được quay ra. Nhưng đây là một trong những cuộc đặt tiền hết sức là thú vị của Đào. Ở đây sẽ có những nhân vật lịch sử. Ở đây là Đào Hương Kiên Thiết, người đã hát bản phun thì bài hành duy nhất trong lịch sử dài 47 phút. Và tôi coi đây là bài hát dài nhất thế giới, không có bài nhạc nào có thể dài bằng thì bài hành bản phun. Bà Hồ hát bản phun hết 35 phút, còn bài Kiên Thiết này hát hết 47 phút. Đúng rồi, bản của nó là gần trăm câu, hát dài lắm, nhưng hát hết của nó là 47 phút. Người điện đàn đây là một trong những kép đàn duy nhất ở Sài Gòn. Tên là Tương Mã luôn. Vâng. Và đây là nhân vật lịch sử, tác giả Đỗ Ngọc Đoàn. Đỗ Ngọc Đoàn là Đỗ Trọng Bình, Đỗ Ngọc Đoàn của Việt Nam, Đỗ Trọng Bình Việt Nam đang công tác đây. Tác giả của Việt Nam ca Trung Minh Khảo là người cầm vũ trầu ở tận đây. Đây là bức ảnh rất lịch sử. Và đối với tôi đây là cái buổi thu âm vô cùng quan trọng, đánh dấu bước ngoặt. Năm 1976, giáo sư Trần Văn Khê về nước thu âm ca trù. Thì bác kể cho tôi là khi đấy bác nói với nhạc sĩ Đông Nhuận và tôi cũng thu ca trù, thì nhạc sĩ Đông Nhuận để dựng lên thủ với sao anh liều thế, anh đang xin thu ca trù cứ như là kiểu cứ phát. Và cuối cùng là nhạc sĩ Lưu Phước sau một hai tuần thuyết phục được thủ tướng, tôi phó thủ tướng tôi cũng đồng ý. Và điện đó bác Khê bỏ phó thủ tướng qua đèn xanh rồi ra ngay Hà Nội và cổ thu này đã thành thành. Và sau đó sau khi nó thu âm xong thì về UNESCO làm lễ ưu niệm 33 vòng. Và năm 1983 cái lễ ưu niệm này của bác Cách Lòng Cao và Bác Hồ được vinh danh là một trong 9 giọng hát xuất sắc nhất thế giới. Thì Việt Nam thế giới vội vàng bắt đầu cởi trói. Và sau đó nhạc kỳ lễ ưu niệm được mời lên đài phát thanh nói chuyện với ca trù bắt đầu được mở cửa. Và bà Hồ sau đó được làm cái album Thể Lớn Đất mà chúng ta thấy gọi đến ngày nay chính là bộ phim lịch sử này. Hoặc là ba vị danh cầm ở trên sân khấu kia, một là bác Chu Văn Du là phó quản ca Thanh Thiên. Người thứ hai là kép đàn Đinh Khắc Quang. Người thứ ba là bác Phó Định Kỳ, là con của ông Phó Định Ổn quản ca Thanh Thiên, và anh ruột của cô Kim Tuyết Bìa, người duy nhất còn lại trong giới ca trù ngành nghề chính là đây anh ruột. Ở đây tôi có nói nhân vật đứng giữa danh cầm Đinh Khắc Quang chính là em họ của kép đàn Tương Mãi. Ông Đinh Khắc Quang có là ở sinh cảm trong gia đình cực kỳ về thế, về đào kép, về ả đào. Vợ ông cũng là đào nương, chị ruột ông là kép đàn Đinh Thị Bảng có ở trong sách. Và chị thứ hai của ông là bà Đinh Thị Nghĩa cũng được nghiên cứu trong sách. Đấy là một gia đình. Và vợ ông cũng là ả đào luôn. Đến năm 2006 khi anh Loan về đền giã thì vợ Đinh Khắc Quang khi đó còn sống có kể ra Loan nghe là từ khi tôi về tôi làm dâu với nhà tôi không dám hát nữa, bởi vì các chị hát hay quá. Còn năm 1978 thì ông Đinh Khắc Quang có nói với anh Đặng Hoài Loan rằng tôi còn mấy bài chị hát hay lắm. Và chính anh Đặng Hoài Loan là người vào Sài Gòn, người bói Đinh Thị Bảng ở trong đó ra Hà Nội. Bà sinh năm 54 đấy, bà Đinh Thị Bảng là chị ruột của anh Quang, ông Quang, và là em họ của ông Đinh Quang đấy. Cả một dòng họ dây mơ toàn nhà nghề với nhau. Ở trong sách thì có bức ảnh của Đức Đà là bà Nguyễn Thị Cúc. Và Nguyễn Thị Cúc đó có 4 người em trai là 2 xe, 3 pháo, 4 mã và 5 tốt. Đấy là 4 cách đàn tình trạng đi vào Việt Nam và đây là 4 mã. Chính là người đàn cho cái bài tình hoài 47 phút này. Đấy là một dòng họ về thế và tháng 5 vừa rồi chúng tôi có về thăm mộ của cô, thực sự là rúng động. Và ngày hôm nay cũng xin rất vinh hạnh. Đây là con gái của Thanh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đinh Thị Độ. Chúng ta vẫn còn chứng kiến lịch sử đấy. Và nhà giáo ưu tú Đinh Thị Độ. Và tôi xin thưa rằng tháng năm vừa rồi cô Độ đưa tôi về thăm và họ Đinh nổi tiếng ở Vĩnh Phúc. Thực sự đứng ở đấy tôi cảm giác rất rung động. Cái dòng họ nhà nghề đấy, cái hoàn cảnh nó dày đặc như thế, nó chứng tỏ cái sức sống ngày xưa ở đấy khủng khiếp như thế nào. Và xin thưa rằng danh cộng của tôi sau khi ra phân tích trong bài sách này, tôi cũng
đây là vịnh thần đàn của thế kỷ 20, thần đàn của Ả Đào. Tất cả những tinh hoa gì phát triển ở Ả Đào cũng đều là món đàn của ông Lý Khắc Bang. Và đợt vừa rồi về gặp em trai cô và cô thì thực sự là cảm thấy dính người ở chỗ này. Ông Lý Khắc Bang từng ôm bom ba càng phải ra đi sở năm 46. Tôi bảo rồi, ôi may quá thời đấy xe tăng Pháp nó không đi vào đấy, nó vừa đi vào đấy xong cụ ra vào cái hầm một cái thì bây giờ con thích cả ca trù để nghiên cứu. Đây là cô đi chị không? Bây giờ xin mọi người về vị trí ạ. À, ai có thể đem đồ ăn, đồ uống và bánh về vị trí. Sau đây là tiết mục của các cặp kép quay bộ ca trù đông quân Hải Phòng.